Nhằm duy trì và phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được từ 5 tổ công tác đặc biệt đã thành lập trước đó, từ ngày 9 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố triển khai thêm 5 tổ công tác đặc biệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, nâng tổng số tổ công tác đặc biệt lên 10 tổ. Cũng như 5 tổ công tác đặc biệt trước, 5 tổ mới sẽ bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an các quận. 5 tổ công tác đặc biệt này đã ra quân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái kết quả của các tổ, 5 tổ công tác trước của phòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng cái kế hoạch của giám đốc công an thành phố và của trưởng phòng cảnh sát giao thông. Kiên quyết xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trước đó, từ ngày 16 tháng 5 năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 5 tổ công tác đặc biệt gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phối hợp tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc tai nạn giao thông. Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, các vi phạm trật tự an toàn giao thông đã giảm, ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt. Tại các nút giao trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, người dân đã có ý thức chấp hành tín hiệu đèn và hiệu lệnh người tham gia điều tiết giao thông đi đúng làn, không chen lấn, dần dần tạo thói quen tham gia giao thông văn minh, lịch sự. Nhằm duy trì và phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, Công an thành phố Hà Nội quyết định kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch số 172 thêm 5 tháng, thực hiện đến hết ngày 15 tháng 12.